Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mình Laptop. Và ngày hôm nay thì Dương sẽ chia sẻ cho mọi người một số những tính năng thú vị khi mà các bạn up từ Win 10 lên Win 11. Thì đây là những tính năng rất là hay ho giúp các bạn có thể là trong quá trình chúng ta làm việc hoặc sử dụng ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu clip nhé. Cái tính năng đầu tiên mà muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là cái tính năng là biến cái thanh taskbar ra từ ở bên giữa sang bên trái giống như Win 10. Bởi vì là một số bạn khi mà chúng ta lên Win 11 xong thì thấy rằng ồ, taskbar đẹp mắt đấy. Nhưng có một số bạn cho rằng là ta không thích kiểu này đâu, ta thích bên trái giống như Win 10 cơ. Vậy thì làm thế nào mà thanh taskbar của chúng ta quay trở lại bên trái bây giờ? Chúng ta hãy cùng xem mẹo số 1 nhé. Rất đơn giản, đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại màn desktop này. Mọi người chọn thanh taskbar và click chuột phải xuống dương, chọn phần taskbar setting. Kéo phần bên dưới nó có phần taskbar behavior ở đây này. Sau đó mọi người chọn phần taskbar alignment. Ở đây sensor rất ở giữa này. Còn bây giờ Dương muốn nó sang bên trái như Win 10, chỉ cần ấn left là xong. Cái mẹo số 2 mà Dương muốn chỉ cho mọi người là tính năng window shape. Khi mà chúng ta bật quá nhiều tab một lúc mà chúng ta muốn đóng lại thì chúng ta chỉ cần, đối với Win 10 thì chúng ta chỉ cần lan như thế này là nó đóng hết rồi. Nhưng là đối với Win 11 thì chúng ta phải bật lại lên. Thì bật như thế nào bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Thì đầu tiên để bật cái tính năng đó lên, mọi người giữ dương tổ hợp phím là Windows Y. Ở phần mình sẽ quay trở lại đây. Đó, nó sẽ giao diện như thế này. Và mọi người kéo xuống và chọn phần Multitasking. Ở phần Title Bar Windows Check mọi người bật On lên. Đó, bây giờ sẽ trình diện cho các bạn xem nhé, rất là hay luôn. Đấy, sẽ bật nhiều tab lên một lúc này. Đó, bật thử nhiều tab lên một lúc xem nó có làm được không. Sau đó sẽ cầm đây này, dừng lắc nhẹ cả. Quái, hình chưa, xịn chưa, rất là đơn giản để mà các bạn có thể tiết kiệm thời gian hơn cho cái việc đóng các tab khác nhau. Cái mẹo tiếp theo mà không thể không nói đến là cái khả năng chia màn hình rất là nhanh của Windows 11. Bình thường ở Windows 10 chúng ta sẽ làm như nào ạ? Để mà chia hai app ấy. Ở như Dương thì Dương sẽ chia một app để Dương viết nội dung, một app để Dương tham khảo. Thì Dương sẽ chuyển kéo vào như này đúng không ạ? Đấy. Còn đối với cả Win 11 thì chúng ta chỉ cần click vào cái ô này. Bạn muốn chia kiểu gì nào cũng chia được. Giả sử Dương muốn chia nó thành ba cái đi cho nó máu. Đấy, một cái này, đây một cái này, rất là đơn giản và chúng ta không cần phải thao tác quá là nhiều. Mình thấy rằng là khi mà lên Win 1 thì tính năng này mình rất là thích luôn. Đối với cái tính năng tiếp theo, mình nghĩ rằng là cái tính năng này thì ít người để ý, nhưng mà nếu mà biết cách sử dụng thì nó rất là tiện luôn. Và xử lý đối với một cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng ấy, thì khi mà Dương click chuột phải ở đây thì nó hiện ra những cái ứng dụng mà hay Dương mở, đây là Chrome đi. Khi Dương hay học tiếng Anh TOEIC chẳng hạn, thì việc của Dương là Dương ghi một ứng dụng lên. Đó là khi Dương muốn sử dụng, Dương chỉ cần ấn phát. Đấy, là nó có thể mở ra cái giao diện này rất là nhanh chóng và chúng ta giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Cái tính năng số 5 ấy, thì mình nghĩ rằng là nói xong thì một số ông bảo tôi nhà quê, nhưng thật ra thì tôi nghĩ là ngoài tôi nhà quê thì cũng sẽ có một số ông nhà quê giống tôi. Tức là khi mà up lên Win 11 xong thì cái giao diện nó hơi khác Win 10, giả sử nhá. Khi mình click vào file đây, ô, cái chữ cắt, cái chữ copy mình nó mất rồi, mình không biết làm thế nào. Nhưng mà làm sao để cái giao diện nó giống lại giống Win 10 chúng ta dễ dàng sử dụng hơn? Rất đơn giản rồi, anh em thấy dòng chữ Show More Option đúng không ạ? Ấn vào một phát, đó, nó lại trở về Win 10, rất là đơn giản mà không có gì chúng ta phải khó khăn cả. Và cái tính năng cuối cùng, thật ra nó là tính năng thì nó cũng không phải, thật ra nó một cái app rất là thú vị mà Dương muốn giới thiệu cho mọi người, nó chính là app Enchanted. Vậy thì nó thú vị như thế nào thì chúng ta cùng xem nhé. Ok, bây giờ chúng ta cùng quay trở lại máy desktop nào. Mọi người ấn vào thanh tìm kiếm rõ giúp Dương là MS. Đấy, nó ra luôn Microsoft Store. Ở bên cạnh vấn đề nhá. Mọi người đợi nó một chút để nó có thể load dữ liệu. Đó, đợi một xíu. À, đây rồi. Mọi người ấn vào thanh tìm kiếm và gõ giúp Dương ứng dụng nó trên lại Enchanted. Đó. Thì sau khi ấn vào đây nó sẽ hiện ra một cái app, nó có một cái logo như sau này này. Đó, ấn vào đây. Thì ở đây thì Dương đã tải rồi. Đó, thì Dương chỉ việc mở là xong thôi. Tuy nhiên thì Dương sẽ muốn nói cho các bạn tại sao nó hay ở đây. Bởi vì là khi mà chúng ta giả sử là Dương muốn vừa chơi game vừa học chẳng hạn, mà muốn điều khiển âm thanh của phòng Zoom, xong lại muốn điều chỉnh âm thanh của game thì lại phải rất là phức tạp. Đầu tiên là chúng ta phải click chuột phải của âm lượng volume này, sau đó phần Open Volume Mixer, sau đó mới thể điều chỉnh được. Và cái thao tác này Dương thấy nó rất là lằng nhằng. Chứ với cái ứng dụng là Enchanted thì chúng ta rất đơn giản thôi. Sau khi chúng ta tải xong ấy, nó sẽ có một cái logo ở đây này này. Đó, mọi người ấn vào thì nó sẽ hiển thị tất cả những ứng dụng đang hoạt động mở âm thanh. Sau đó mọi người có thể dễ dàng điều chỉnh, kéo tải, rất là đơn giản luôn. Và đó là một số cái mẹo và mình nghĩ rằng khi mà các bạn lên từ Windows lên Win 11 ấy, thì nó giúp các bạn tiết kiệm thời gian trong công việc và học tập rất là nhiều.
Và nếu các bạn thích cái chuyên mục tip trick này ấy, đừng lại để lại một like, một subscribe, để lại comment nếu mà các bạn muốn thắc mắc về những cái công cụ, những cái bí quyết nào để có thể là sử dụng Wii Remote hay là sử dụng chiếc laptop, chiếc PC của mình một cách dễ dàng hơn thì đừng ngại mà comment nhé. Còn bây giờ clip của chúng ta kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.